Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình về được thêm một mẫu đồng hồ nữa. Bây giờ mình sẽ bóc cho mọi người xem. Mọi người mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp lên link Facebook mình để phần miêu tả nhé. Đây, hộp mà người ta gửi về cho mình là nguyên như thế này này. Đấy, đồng hồ đấy, nguyên như vậy. Giờ mình sẽ bóc ra nhé. Xem nó là con gì. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Hộp này thì chắc chắn là sẽ không phải là hộp zin rồi mọi người nhé. Hộp này là hộp của người ta gửi cho mình, đóng hộp gửi cho mình như kiểu là hộp quà luôn đấy. Mình sẽ bóc ra, không phải là hộp zin. Mình nghĩ là như vậy. Con này hộp zin luôn này, hộp Orion zin luôn này. Orion zin luôn, bây giờ mình sẽ bóc ra xem nó là cái gì. Mẫu này hộp này là mẫu này là mẫu Orient Star mọi người ạ, nhưng mà hộp là không phải hộp của Orient Star mà là chỉ hộp của Orient thôi. Đấy. Mình sẽ bóc cho mọi người. Mẫu này thì là mẫu Orient Star mặt hề màu đen này mọi người này. Cái dòng hề này thì mọi người chắc là ai cũng biết rồi. Tình trạng là lướt nhá mọi người nhá. Đây, nhìn khóa nhìn dây, mọi người nhìn khóa nhìn dây là biết này. Lướt như mới luôn. Mẫu này có size mặt là 41,5 và 42. Đấy, có chức năng nên có tay dừng kim dây và tích cót 40 giờ, có chức năng kim báo lịch giữ chữ cót này. Đấy. Kim rốn ở góc 6 giò là kim dây nhá mọi người nhá. Thiết kế hở tim. Đấy. Kính chống xước. Chống nước 100m. Dây đằng thép không dỉ luôn. Dây này cho tay nào, anh em nào tay 17 là được. 17 đeo được. Đây. Rất là đẹp luôn. Mọi người mua thì cứ inbox trực tiếp cho mình nhá. Đấy. Mới tinh luôn. Cam kết là chính hãng cho mọi người nhá. Mình bán ra mình cứ bảo hành 1 năm cho mọi người. Chào mọi người, cảm ơn mọi người.